Soan, ngủ chưa? Giọng nói đột nhiên xuất hiện của Siêu khiến cả người Soan cứng đờ lại, thậm chí còn không dám cử động và bắt đầu giả vờ ngủ. Ái chà, còn thích giả vờ ngủ nữa hả? Siêu vì muốn kêu Soan dậy để có chuyện muốn nói, mà thấy hắn không thèm để ý đến mình. Siêu dứt khoát cúi người xuống hỏi Soan có phải cậu thích tớ đúng không? Quả nhiên Soan sau khi nghe xong đã bật người dậy, mặt đỏ tía tai hỏi cậu, cậu đang nói gì thế? Nói xong hắn lập tức lấy áo ra trùm hết lên mặt mình. Siêu nhìn cảnh tượng này mà cũng thấy bất lực trong lòng. Cậu nói gì? Soan còn túm hai tay áo và buộc chặt chúng trong tay, thấy vẻ mặt Soan vừa đỏ vừa ấp úng mở miệng không nói ra chữ nào được. Nhìn khóe môi cậu ta Siêu thầm nghĩ hình như là Soan có hơi giận nữa và chắc chắn là quả đầu cam mà lúc nãy hắn nói đến không phải là cô rồi, cô chỉ bịa ra để Soan khỏi giả vờ ngủ thôi, mà có cần phải phản ứng cau mày tới mức như thế này, đâu nhỉ? Siêu cười cười xin lỗi Soan bảo cô chỉ đùa chút để hắn dậy thôi, tại cô có chuyện muốn nói mà, thế nên bớt giận đi. Soan lúc này mới thở phào hỏi cô có chuyện cần nói á? Siêu cũng hơi ngượng xoa đầu, trước hết cô cảm ơn Soan vì thời gian qua đã giúp đỡ cô hết lần này, đến lần khác. Từ lúc chân cô bị thương cậu đã nhảy xuống giúp cô. Giờ đến cả lần thi thực hành này, cũng đều là do Soan cứu cô nên cô mới bình an trở về. Đó giờ cô cứ cho rằng Soan ghét cô, rồi cảnh giác cô đủ điều nên cô mới không thể nói một câu cảm ơn đàng hoàng với hắn. Soan nghe vậy mới cúi mặt kéo cái áo đang trùm trên đầu xuống, không có gì, hắn khó lắm mới có thể nói một câu với âm lượng nhỏ như mũi kêu. Siêu thấy tóc của hắn bị làm rối tung lên cô, cũng cảm thán nhìn cái quả đầu này phát sinh tĩnh điện đáng yêu ghê chưa. Cô vừa bảo Soan đợi chút vừa vươn tay ra vuốt tóc của Soan rất tự nhiên, thế mà phút chốc mặt Soan lại đỏ hơn quả cà chua, cả người cứng đờ lại ngại ngùng cúi người giấu mặt mình đi. Siêu thấy mà không khỏi đổ mồ hôi, chắc là do cô tùy tiện động chạm hắn quá tay rồi. Soan vừa cúi mặt vừa nói nhỏ, này Siêu Siêu, hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng mở lời, hắn không phải là kẻ đáng giờ gì đâu thế nên đừng cảnh giác với hắn quá. Với lại hắn cũng chẳng thể nào làm trò gì trước mặt cô được đâu. Soan xấu hổ nhưng vẫn cố nói được hết câu, Soan vừa tội nghiệp vừa bảo hắn đã thực sự phải rất cố gắng rất nhiều, trong khoảng thời gian thiếu vắng cô đấy. Siêu nghe vậy trong lòng vô cùng phức tạp, cô cũng không biết bây giờ mình nên phản ứng như thế nào nữa. Lời Soan nói có lẽ liên quan đến quá khứ mà cô đã quên mất kia rồi. Với lại lời mà Soan nói là sao? Không thể làm trò gì trước mặt cô à? Chẳng lẽ cô từng làm gì hắn hả? Soan còn đang tiếp tục nói bảo Siêu hãy khen ngợi hắn đi, hắn thật sự đã rất cố gắng rồi đó. Siêu vội vàng ngắt lời hắn, Soan khoan đã, không biết có phũ phàng khi cô nói thế này không? Nhưng mà cô cũng chịu vì cô không có ký ức gì, về việc hai người từng chơi rất thân với nhau, thế nên những lời mà Soan nói cô nghe chẳng hiểu gì cả. Soan có vẻ cũng không bất ngờ lắm, hắn quay mặt đi không nói gì cả. Siêu thấy vậy lại gặng hỏi Soan, bởi vậy cô mới nói cô hỏi có biết lý do gì, mà cô lại không nhớ ra hắn không? Nghe câu hỏi vậy Soan hình như có chút giật mình chột dạ. Siêu thấy vậy thì càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Cô đã tìm hiểu rồi điều cô tò mò từ trước tới giờ, cô vô tình phát hiện được trong lúc tìm hiểu thông tin về gia tộc của Blan, ma thuật trắng của họ không chỉ chữa lành về mặt thể chất, mà còn có tác dụng chữa trị về mặt tinh thần. Như vậy đồng nghĩa với việc họ có thể động tay vào ký ức của người khác chăng? Trước mặt thì lý do khả thi nhất cho việc cô bị mất ký ức chỉ có lý do này thôi. Nghe câu hỏi Soan bắt đầu lắp ba lắp bắp nói không ra câu nào, rồi đột nhiên hắn đứng phát dậy vội bảo giờ đã trễ quá rồi, phải mau chóng chạy về lớp để điểm danh nếu không sẽ bị điểm phạt mất. Khoan, cậu cứ đi như vậy à? Thấy dáng vẻ vội vàng bỏ chạy này, của Soan Siêu nghĩ thầm quả nhiên là hắn biết chuyện gì đó. Nghe câu gọi tên mình Soan sững sờ đứng tại chỗ tội nghiệp xin lỗi cô. Hắn bảo không thể cho cô biết lý do được, kể ra Siêu nhớ ra chuyện lúc đó cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, dù không nhớ ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ cần Siêu để tâm đến hiện tại là được rồi. Siêu nhìn Soan thấy dáng vẻ hắn buồn bã, cô thầm nghĩ nếu cố gắng hỏi nữa thì có hơi quá đáng nhỉ. Nhưng chưa kịp đợi cô nói gì Soan lại tỏ ra vô cùng hớn hở gãi đầu bảo với Siêu, sau này hai người lại chơi thân với nhau lại nhé, mong cậu chiếu cố. Với lại Siêu cứ thường xuyên bắt chuyện với hắn như thế đi, bắt chuyện mỗi ngày luôn cũng được hết. Siêu nghe vậy liền hỏi lại sao người bắt chuyện đầu tiên không phải là Soan chứ. Hắn lại tỏ ra xấu hổ bảo hắn ngại lắm nên không dám bắt chuyện trước đâu, giọng hắn cứ nhỏ dần và nhỏ dần. Siêu cũng bĩu môi chán nản ầy thiệt tình, thầm nghĩ là hồi trước thân nhau dữ chưa. Gặp nhau lại từ lâu rồi mà mắc gì phải ngại nữa chứ. Không hiểu nổi, với lại sao Soan chỉ ngại mỗi cô thế. Chạm mắt cô một cái là Soan hóa đá chắc. Hắn còn ngại ngùng bảo bây giờ hắn vẫn không dám nhìn vào mắt cô nữa chứ. Cuối cùng Soan cười cười tạm biệt Siêu rồi trở về lớp, còn dặn cô cũng nhanh về lớp đi. Đi đi, nhìn bóng lưng Soan rời đi Siêu càng thêm khó nghĩ, tự dưng hỏi làm gì không biết, làm cô càng tò mò hơn rồi này. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Soan phải che giấu như thế chứ?
Bên này Xoan tỏ vẻ điềm tĩnh đi trở về phòng ký túc xá nam. Vì thế, mà vừa vào đến cửa hắn đã đóng sầm cửa lại rồi dựa người lên cánh cửa thở phào. Suýt chút nữa là hắn đã nói ra rồi, hắn nhớ lại lúc đó công tước cứu người với. Làm ơn hãy cứu lấy đứa trẻ này. Xoan nhắm nghiền mắt hạ quyết tâm, quả nhiên, không được, không thể để cho Siêu biết được chuyện đó. Xoan cười khổ cúi đầu xoa xoa gáy, bỗng có một giọng nói này bạn cùng phòng khiến hắn giật mình. Về rồi hả? Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của Iver, Xoan liền phun ra một từ cút. Ây, sao lại bảo anh cút, hơn nữa chúng ta là bạn cùng phòng mà, anh cút đi đâu? Xoan cười bảo Iver cút dùm. Iver thở dài rồi chỉ tay về phía bàn, hôm nay cầu kỉnh hơn mọi ngày nhỉ? Em kiểm tra chuyện em nhờ anh đi, em quay lại trường học rồi nên đây chắc là lần cuối em nhờ nhỉ? Xoan đáp ừm, dù sao từ bây giờ chắc cũng không có thông tin nào có ích nữa. Xoan mở phong thư ra rồi ngạc nhiên hỏi đây là thứ gì vậy? Iver đắc ý cười, gì là gì? Siêu siêu chứ gì, em bảo đưa hết những thứ có liên quan đến siêu siêu cho em mà, anh đã quyết định nhận nuôi bé lông cam bồng bềnh đáng yêu ghê nhỉ? Xoan cầm những tấm hình chó con có bộ lông màu cam trong tay, mà sôi cả máu hỏi anh muốn chết không? Iver nhanh tay mở tung cửa sổ cười ha ha, bạn cùng phòng bảo cút thì phải cút thôi nhỉ? Tóm lại, sau cái này là giao dịch kết thúc rồi nhé. À với lại, em bớt quan tâm đến siêu siêu đi được không? Nghe vậy Xoan liền tối sầm mặt lại khó hiểu ý anh ta muốn nói gì. Iver liền giải thích rằng chẳng phải người nhà Blan đều là những kẻ vô cảm à. Anh nghe nói tuy vẻ ngoài của họ chẳng khác gì thiên thần, nhưng trong đầu lại là một mớ hỗn độn. Xoan bỗng giật mình vì những gì Iver nói rất đúng. Iver lại nói tiếp không cần biết em có ý đồ gì, nhưng làm ơn tránh xa siêu siêu. Xoan không nghe nổi nữa liền khó chịu hỏi anh là cái thá gì. Anh á, anh đâu có tư cách dạy đời tôi phải làm này làm kia. Iver ôm mặt cười ha ha. Ôi trời em không biết à. Sau đó anh ta hất tóc vênh mặt, lên bảo tấm thân này là anh trai sexy ngầu lòi tuyệt vời nhất của siêu siêu. Nói xong bầu không khí yên tĩnh có một đàn quạ quắc quắc bay ngang qua. Xoan nhanh chóng cầm cuốn sách trên bàn lên và ném cái bốp. Đi chết đi, Iver liền ngã từ cửa sổ xuống đất hét lên thất thanh. Trong phòng Xoan chán nản ngồi phịch xuống giường, hắn trầm tư suy nghĩ tâm trạng không vui thật, nhưng đó là sự thật mà. Bởi vì trong lịch sử công tước nhà Blan không có ai bình thường cả. Nguyên nhân là vì cách thức kinh tởm để bồi dưỡng người kế vị của gia tộc Blan. Để có được thứ năng lực chữa trị, mà người đời hay ngợi ca là có thể cứu sống kẻ đã mất nửa cái mạng, người kế vị ngày nào cũng gần như bị tra tấn. Việc bạo hành lặp đi lặp lại để nâng cao giới hạn của năng lực chữa trị bẩm sinh, chỉ khiến người kế vị thêm phần nộ và căm ghét, đến mức tạo ra tiền lệ đời trước, sẽ bị giết chết ngay khi người kế vị được truyền ngôi. Xoan sờ lên cổ tay của mình, thật lòng mà nói chịu đựng chuyện đó mấy năm trời thì làm sao có ai bình thường được. Hắn khẽ xoa xoa tay, nói như vậy thì hắn, không biết chừng cũng sẽ làm ra những việc giống hệt các đời trước. Nhưng có lẽ hơn một chút, hắn không nhất thiết muốn làm vậy. Vì nhờ sự thất thường không nhiều của cha hắn mới gặp được siêu siêu. Xoan nghĩ lại cuộc gặp mặt lần đầu 7 năm trước là, lúc vị công tước Blan chưa từng nói một câu nào với hắn, đột nhiên đưa hắn đến nhà West. Bên này là võ trường ạ, tôi sẽ đến đón thiếu gia sau khi nam tước West và công tước họp xong, vậy tôi xin thất lễ. Xoan ôm cánh tay đau nhói, đau muốn chết mà lôi hắn đến đây làm gì không biết. Bực hết cả mình. Nhưng dù sao cũng tốt hơn bị nhốt một chỗ nhỉ. Hắn tiến tới xả giận lên người gỗ, từng tiếng cốc cốc vang lên và thầm ước gì những kẻ làm hắn đau đều chết hết. Bỗng có tiếng nói chuyện khiến Xoan giật mình. Siêu siêu, học phép thuật thú vị vậy sao? Tất nhiên, dạo này tớ đang kết hợp ma trận pháp thuật không gian, với ma trận pháp thuật dịch chuyển để tạo ra ma trận pháp thuật dịch chuyển tức thời đó. Hestia khóc ròng. Tớ chả hiểu cậu nói cái gì. Siêu siêu liền đề nghị tớ dạy cho cậu nhé. Nghe vậy Hestia chỉ bĩu môi lắc đầu rồi lẩm bẩm, thôi, cha mẹ tớ nói con gái không cần mấy thứ phép thuật đồ đầu. Xoan nghe cuộc nói chuyện rồi quay phát lại tập luyện tiếp, hắn nghĩ đó là con gái nhà nam tước West sao? Siêu siêu quay ra nhìn thấy người lạ ở nhà mình thì ngạc nhiên, Hestia cũng hỏi cậu ta là ai thế? Tớ nghe nói có con trai công tước Blan đến, hình như là cậu ta. Siêu siêu nhớ tới những điều mà nam tước West, cha của cô vừa nói hồi sáng, hôm nay công tước Blan với con trai sẽ đến nhà mình đây, siêu siêu chơi với bạn nhé. Siêu siêu đề nghị đến đó chào đi, mặc dù hơi phiền nhưng mà người ta là khách mà. Thế là hai người tiến tới chào hỏi, chào cậu, à chào cậu, Xoan vẫn tập luyện mắt thì liếc nhìn bọn họ không đoái hoài gì tới. Siêu siêu ngại ngùng giới thiệu tôi là siêu Raina West, còn đây là Hestia Floyd bạn tôi. Xoan vẫn kiệm lời trưng ra bộ mặt rừng rưng khiến hai cô gái đổ mồ hôi. Hestia lên tiếng hình như cậu ấy muốn ở một mình, chúng ta tự chơi với nhau vậy, được. Siêu siêu vẽ vài vòng xuống đất, thế nên mới nói ma trận phép thuật phải thế này rồi thế này. Siêu siêu thông minh quá, tớ chẳng hiểu mô tê gì hết trơn ha ha,
Thấy hai cô gái nói chuyện cười đùa, Xoan cũng lén nhìn qua, ấn tượng đầu tiên của hắn hiển nhiên vô cùng tệ. Bởi vì nhìn hai người tự do vui đùa kia khiến hắn đột nhiên thấy tức giận. Tất cả mọi người đều sống yên ổn như vậy ư? Tại sao chỉ có một mình? Hắn dùng sức nghiến răng tức giận làm vết thương ở tay lại rỉ máu ra, hắn thầm mắng chết tiệt, ma lực loạn xạ nên vết thương lại nứt ra rồi, máu rơi lộp bộp xuống đất khiến Siêu Siêu và Hester cũng sợ hãi nhìn sang. Bọn họ nhanh chóng chạy tới hỏi han, máu kia. Này, cậu không sao chứ? Băng quấn này là sao? Cậu luyện kiếm với bàn tay vốn đã bị thương à? Cứ như vậy, chưa nói xong thì Xoan đã giật tay lại, câu chào hỏi đầu tiên hắn nói với Siêu Siêu cũng cực tệ, là cút đi. Tiếng quát làm Siêu Siêu giật mình kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn,